con có bầu trước khi cưới ạ, thì con phát hiện là mình có bầu. Và nó lại là một cái sự cố ngoài ý muốn luôn ấy ạ. Tức là phòng tránh rồi mà nó vẫn dính được. Nói chuyện với cả anh Sơn, con bảo là thôi, hay là bây giờ em nghĩ là anh đưa em đi bỏ đi. Quá trời là nam thanh nữ tú rồi. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình nha. Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ. Con là Trang, con sinh năm 92. Trước đây thì con làm nghệ thuật. Con đã từng có một thời gian là diễn viên múa, giảng viên múa của Học viện Múa Quốc gia Việt Nam, bây giờ ở ngoài Hà Nội. Và hiện tại thì vợ chồng con đang là kinh doanh tự do. Vợ con cũng đã có hai bé rồi ạ. Trời ơi. Quá surprise luôn. Đang suy nghĩ chíp hôi mà đi lấy chồng sớm thế. Không biết. Bé lớn nhà con thì bước sang tuổi thứ 8 rồi ạ. Bé thứ 2 thì là 4 tuổi rưỡi ạ. Con chú cũng mới chuẩn bị 8 tuổi. Con nhìn cô chú khen. Thiệt luôn á. Để chuyển qua bạn chồng con nó nhiều rồi. Tuổi nữa. Thiệt. Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác nè. Con sinh năm 90 ạ. Con thì làm nghề nghiệp là ca sĩ tự do và cùng kinh doanh với vợ con. Con tên gì? Dạ con tên là Xuân Sơn ạ. Bây giờ hai đứa kể cho chú nghe đi. Cái lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Đúng rồi. Bọn con quen nhau qua online ạ. Cái khoảng thời gian đó thì là chồng con đang sinh sống và lập nghiệp tại Nam, con thì ở ngoài Hà Nội. Có một ngày con thấy có một cái nick cũng khá là lạ, thì tự nhiên lại vào inbox là: chào em, anh là ca sĩ. Và hiện tại thì anh đang chuẩn bị ra một cái MV. Bây giờ chỉ vấn đề là như này này, cái MV đó quay ở Sài Gòn hay ở Hà Nội? Thì đấy là lúc làm quen thôi ạ. Và đến bây giờ là 9 năm cả yêu cả cưới rồi, con chưa thấy một cái MV nào hết ạ. Sao con? Sao tự nhiên lúc đó lại con lại có một cái suy nghĩ là con có thể là lẻo lự tới cái mức mà con nói là bây giờ anh quay MV là thế nào? À, một ngày lướt Facebook rất là đẹp. Mình không hiểu vì sao sợ có cô bé nào trong nick mình thế này. Không hiểu là kết bạn từ bao giờ. Và ấn vào profile xem. Ui, xinh quá. Lúc đó mình nghĩ là mình đang ở trong Sài Gòn mà cô ở ngoài Hà Nội, bây giờ sẽ làm quen kiểu gì bây giờ, cái lý do làm sao cho nó hợp lý nhỉ? À chắc mình vừa mình thi xong chương trình đấy, chắc người ta cũng biết đấy. Con thi chương trình gì? À giọng hát Việt. Giọng hát Việt. Rồi xong sao nữa? Sau nhiều lần nói chuyện thì cảm thấy lại càng hợp hơn nữa. Như là người ta nói là cuốn ấy. Nhưng mà cổ có hỏi xoáy vào cái nội dung của MV ca nhạc không? Lúc đấy cũng có hỏi, nhưng mình em yên tâm, anh đang trong quá trình gọi lên kịch bản này kia. Em yên tâm. Rồi xong rồi á, là cái lần đầu tiên á mà hai đứa gặp nhau á là ở đâu? Khi mà anh ấy có một cái buổi sau khi mà nhận lời yêu sau khoảng 1 tháng, đến tháng thứ 2 là bắt đầu anh ấy bay ra ngoài Hà Nội diễn cái chương trình bài hát yêu thích ạ. Gặp nhau ở sân bay rồi, hôm đấy cũng ra đón. Cái ấn tượng đầu tiên về chồng con khi mà con gặp thì trắng quá, da mặt mà trắng và đẹp hơn cả da của đàn bà. Cũng nói qua lại một vài câu có nắm tay nhau, xong rồi lúc ấy cảm xúc thơm nhẹ nhau một cái, gặp tận ở ngoài này, xong rồi là ôm rồi bay các kiểu, có nghĩa được cảm nhận chạm thì nó cũng khác ạ. Nói chung là cũng vỡ hòa cảm xúc đấy ạ. Chứ con run rẩy rồi xong rồi run lắm các kiểu, đúng không? Tối hôm đó đi xem biểu diễn. Hôm đấy đi xem, thế xong rồi bình thường thì là anh này anh ý chỉ hát cho con nghe qua online thôi. Thế là tự nhiên con ngồi rồi con nghe phát con bảo đây rồi, thế này thì chắc không bỏ được rồi. Thôi bây giờ nè, nhân cái cơ hội đến với chương trình này, thôi bây giờ Xuân Sơn hát lại một vài câu trong bài hát đó thôi. Đoạn điệp khúc ở trong bài Yêu là tha thứ của nhạc sĩ Only C. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà, cớ sao ta lại muốn cách xa. Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau, sẽ mây đã đang kề cạnh ta lúc đó. Tình yêu sao khác thường, đôi lúc ta thật kiên cường, nhiều người trách mình điên cuồng, cứ lao theo dù không lối ra. Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta từng đi qua. Hay quá. Vẫn như ngày đầu đúng không? Vâng. Đây là của tôi rồi. Xinh luôn. Đúng. Rồi sau đó tụi con yêu xa bao lâu? Tụi con yêu xa khoảng tầm như tầm 6 tháng. Con quyết chồng định con là lấy ra. Ở vì nhà con, quê con ở Hải Phòng.
tiếng gọi, nói chung gọi tình yêu gần, tình yêu của mình này, vừa gần bố mẹ mình. Hai đứa quen nhau như vậy là bao nhiêu lâu thì tụi con làm đám cưới? Tầm gần 2 năm ạ. Con có bầu trước khi cưới ạ. Sau khoảng 3 tháng thì bọn con mới bắt đầu lấy nhau. Thế thì cái lúc mà con phát hiện là con có bầu cả hai đứa như thế nào? Thực ra là cái khoảng thời gian mà con có bầu ấy thì là hai bên gia đình chúng con đã cho bọn con đi qua lại với nhau rồi. Tại vì cái thời điểm đấy là con đang học nốt cái bằng đại học ở bên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Con học cái bằng huấn luyện múa để ra trở thành giáo viên ấy ạ. Thì con chỉ còn khoảng tầm 6 tháng nữa là con tốt nghiệp. Thì mẹ con cũng nói là bây giờ con cứ học xong đi đã. Học xong thì là mẹ sẽ đồng ý cho hai đứa cưới. Thì lúc đó là còn khoảng 4 tháng là con tốt nghiệp. Thì con phát hiện là mình có bầu. Và nó lại là một cái sự cố ngoài ý muốn luôn ấy ạ. Tức là phòng tránh rồi mà nó vẫn dính được. Lúc đấy con còn không biết là con có bầu đâu. Cái khoảng thời gian mà con dính rồi ấy, là con còn vẫn còn thi. Mà cô chú ơi con là con theo chuyên ngành múa ba lê, đi mũi cứng này, rồi là nhảy ấy, các kiểu trên sàn quay nhảy. Và nhảy quần quật trong vòng 60 phút đến 90 phút cơ. Cái lúc mà con biết con mang thai như vậy á, thì thật sự là con có sợ không? Con sợ. Và con có cái suy nghĩ tiêu cực gì với nó? Con có, con sợ lắm. Con lúc đấy nói thật với cô chú là khi mà con phát hiện ra ấy thì con run lắm. Bởi vì là con biết tính mẹ con, chiều con thì rất là chiều nhưng mà mẹ con rất là nghiêm khắc. Và con sợ rằng là con bị ảnh hưởng đến việc học. Con nói chuyện với cả anh Sơn, con bảo là thôi, hay là bây giờ em nghĩ là anh đưa em đi bỏ đi. Con nghĩ đầu tiên cũng lo sợ, xong cuối cùng là mình là đàn ông mà mình phải quyết tâm đi về nói chuyện với mẹ vợ. Và sau khi nói chuyện với mẹ vợ đúng không? Ui dồi ôi. Một trận tét luôn đấy. Lôi đình luôn đấy ạ. Mắng hai vợ chồng luôn. Mắng luôn. Ôi con sợ quá, con không dám về. Con đi học, ông này ông bảo là thôi để anh về anh thưa chuyện với mẹ. Mẹ có đánh, mẹ có chửi, anh chịu hết. Anh nhận hết lỗi về mình. Con đến con bảo là mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ. thì lúc đấy là chắc là mẹ cũng đang đoán rồi mà bình thường làm gì có chuyện gì. Tuy nhiên hôm nay lại thấy quan trọng hóa vấn đề rồi. Mẹ con muốn nói chuyện với mẹ. Bắt đầu có chuyện gì nói đi. Con Trang có bầu rồi mẹ. Úi dồi ôi. Mày làm cái gì đấy sao lại thế? Nó đang học cơ mà. Mày này thì kia chết à. Mày giết tao à. Kỳ lắm ạ. Chồng con kể lại là lúc mà nói ra một phát ấy, ôi dồi ôi, tại sao lại như thế này? Tao đồng ý cho cưới nhưng mà sao chúng mày ngu thế? Chúng mày không biết bảo vệ cho nhau à? Các kiểu nói chung là nói một thôi một hồi. Xong rồi mẹ con gào ầm lên, mẹ con bảo là gọi con Trang về đây, tao phải dắt nó đi bỏ ngay. Đấy, tức là dọa như thế ạ. Rồi cuối cùng thì sao nào? Cuối cùng là... Tại sao lại quyết định giữ lại? À không phải ạ. Bà thì nói như thế thôi. Nhưng mà đến chiều hôm đấy con về thì là cái bác hàng xóm bán nước ấy ạ. Bác ấy biết chuyện, bác bảo thôi Trang ơi đừng lo, mẹ đang chạy sang bên chùa để xem ngày cưới chúng mày rồi. Tức là sáng thì nói là bắt con đi bỏ nhưng mà chỉ là vì tức và chắc là muốn dằn mặt ông này thôi. Nhìn đôi mắt rươm rướm đấy rồi, thế là yên ổn rồi. Rồi thôi bây giờ mình chuyển sang cái phần chương 2 đi. Chương 2 là sau khi hấp dẫn nhất đó. Sau khi lấy nhau về rồi thì sao này? Hai mặt con rồi đấy. Thì nói chung là có những cái tật xấu nào không nè? Tật xấu bây giờ cho chồng con nói trước đi. Vợ con thì hay kiểu giận dỗi vu vơ nhưng mà không phải vu vơ bình thường đâu, kiểu là cấp độ giật cấp 7, cấp 8 ấy. Ví dụ như kiểu là đến bữa ăn cơm thì cô giúp việc dọn hết cơm rồi, vợ con đi làm về mệt nằm trong phòng thì cũng bảo con ơi con vào con bảo mẹ con dậy ăn cơm đi. Vợ con nói là ừ thôi mẹ hơi mệt tí mẹ ăn sau, thì mấy bố con ăn cơm trước xong rồi tí con vào con bảo là thôi bây giờ đỡ mệt chưa ra ăn cơm. Không thấy nói gì, im lặng. Đấy. Im lặng là rất sợ không? Con có đoán à? Chết rồi. Cái gì đấy? Có biến không? Làm sao đấy? Không, vẫn không nói gì. Giận luôn. Ôi sao? Đấy, con bảo cái sao này sao nhỉ? Cái gì nhỉ? Mình làm cái gì nhỉ? Lúc ấy mình nghĩ là mình làm cái gì nhỉ? Mình cũng nói chuyện rồi, mình cũng bảo con mình vào hỏi han ra ăn cơm cũng quan tâm rồi là mà. Khi mệt đó là phải chồng vào cơ. Đúng rồi, đấy. Rồi. Chồng vào. Cô nói không sai một tí nào đấy chưa? Anh thấy chưa? Tâm lý của phụ nữ phát cô đọc ra ngay. Rồi, tức là tính là hay dỗi rồi à. Một cái gì một hay giỏi. Cái gì nữa cái gì? À, đi ngủ mà quên không ôm là hôm sau dậy bị giận luôn, mà đi đường chẳng may đi vào chỗ sóc cũng dỗi đấy. Vợ con chỉ mỗi cái thật xấu mỗi lần đấy thôi, nhưng mà vừa. Có dễ hết giỏi không? Có những lần thì phải một ngày mới hết dỗi. Có những cái lần đập phá đồ. Vâng. Trong cái lần đập phá đồ là do lý do gì? Con bị lấy cơn điên lắm. Lần mà không dỗi, không vào hỏi han vợ là
có mệt không, xong rồi có ăn uống gì không ấy. Giỏi nhiều quá quên luôn rồi. Vâng, nhiều quá không đếm được. Nói chung á là cái tật đó là cái tật không gọi là không được tốt lắm. Thế con có mong muốn vợ con giảm thiểu không, nhưng mà cô ơi, cái level đó xuống không? Con xin chia sẻ một chút ạ. Thực ra ở đây con cũng muốn chia sẻ luôn, không mọi người lại hiểu lầm con, mọi người lại tưởng con ghê gớm quá. Tức là sau khi mà con sinh bé thứ hai xong được khoảng 3 tháng thì con bắt đầu con bị mắc cái chứng trầm cảm và rối loạn lo âu ạ. Cái tâm lý của con nó rất là hay bị bất ổn định. Và con là rất hay bị cáu, rất hay bị buồn. Lúc vui thì vui quá, lúc buồn thì buồn quá. Thế nên là cái việc mà con luôn luôn muốn chồng con phải quan tâm đến con nhiều hơn là có lý do đó. Vâng. Thế là cái đó là mấy năm nay rồi? Bé thứ nhì là mấy tuổi rồi con? Bé thứ 4 tuổi rưỡi ạ. Tức là con bị tầm khoảng gần 4 năm nay. Nhưng mà bây giờ thì sao? Có cải thiện được không? Dạ bây giờ thì con cũng khỏi được cỡ khoảng 95% rồi ạ. Con cũng rất là bằng lòng với cuộc sống hiện tại rồi. Thì con chỉ luôn mong muốn là chồng con luôn yêu thương con thôi. Yêu thương và bảo vệ. Ê, nhưng mà nãy giờ là chưa khui tật xấu của chồng. Đó thì bây giờ sẵn vậy là con nói cái tật xấu của chồng đi rồi con mong muốn chồng thay đổi luôn. Đó. Cho con nghĩ một chút nhé. Con nghĩ đi, bây giờ cô hỏi chồng là chồng có muốn vợ con thay đổi điều gì không? Thực ra đối với con quá quen với cái tính của vợ con này. Mình lắm lúc mình bị vô lý quá thì mình phải tức, mình phải nói lại một tí. Lắm lúc mà nhịn xong cầm cốc rượu ra ngoài hiên uống mình. Buồn khổ chán, cũng làm gì mà sao lại vô lý thế. Nửa tiếng sau, tầm mấy chục phút sau lại nghĩ vật. À, thôi, vợ bệnh, tâm lý không thoải mái, tâm lý không ổn định. Thôi, mình cũng là thôi vì các con này kia. Cái đó là cái mà con tự nhịn. Nhưng mà bây giờ cái mong muốn của con kìa, con có muốn vợ con thay đổi cái điều đó không? Anh mong em giảm bớt đi khoảng 2 level thôi. Em giảm rồi mà. Bây giờ anh muốn giảm nữa hả? Thôi giảm thế được rồi thôi. Giờ chồng có tật xấu gì nè? Có một cái này mà con rất là ghét và rất hay cãi nhau về cái vấn đề đó. Tức là mỗi một lần mà có chuyện hay là con cãi nhau một phát là ông im lặng luôn. Ông chặn con tất cả các nền tảng luôn. Chặn Facebook, chặn hết tất cả mọi thứ. Chặn tức là cái tính đồ của con, chặn tức là lúc mà con điên lên á là con phải nhắn tin rồi là con nói này nói kia, tức là con phải xả ra được hết. Thì ông ấy không đọc. Ông ấy xóa luôn tin nhắn dài lắm và ông ấy chặn luôn con. Con thì con ngại lắm luôn. Con nhắn ở Zalo thì chặn Zalo, xong con nhảy sang Facebook thì con chặn tiếp Facebook. Tinh cãi nhau cái gì tinh cái chui vợ yêu gái là bắt đầu. Ôi dồi ôi, cái này vào đọc chắc là dài lắm cái này. Con nghĩ là trước đây là con đã từng nhận được rất là nhiều những tâm thơ dài. Con biết trước trong đấy viết gì rồi. Thế con gạt. Thế là quá quen luôn. Bởi vì là mắt không thấy thì tim không đau. Nhưng mà đấy lại là một điểm xấu với con. Im lặng không được mà bây giờ nói lại không được. Nhưng mà vậy sao giờ con muốn chồng con thay đổi điều gì? Con chẳng cần chồng con phải thay đổi. Bởi vì từ bao nhiêu năm nay là kể cả là sau những cái lần cãi nhau đó thì chồng con vẫn, kể cả có đúng thì vẫn thành sai thôi. Không, con biết sao, thực ra cái tình trạng của vợ chồng con như vậy á, cô nghĩ là cũng không hay đâu. Con phải nhớ ngay cả cái trái đất này cũng không vĩnh cửu mà. Dạ, cho nên không ạ. Có cái gì là vĩnh cửu hết á. Dạ vâng. Đó, có khi nào con nghĩ là chồng con sẽ chịu đựng cái chuyện này được trong bao lâu nữa? Chồng con á, nếu như con bớt cái giận dỗi đó đi á, sẽ có những cái thay đổi theo cái điều đó. Dạ đúng ạ. Như cái chuyện mà con không đọc á thì cũng đúng là cũng tổn thương đó, chứ không phải là không. Con có nói là con hiểu được cái điều vợ con viết là cái gì rồi, nhưng mà chưa chắc phải là như vậy, bởi vì mỗi một cái lần giận nhau nó sẽ có những cái khác nhau, thành ra là câu chữ nó cũng sẽ khác nhau và cái thông điệp gửi tới chắc chắn nó cũng sẽ khác nhau. Thì thôi bây giờ con cứ đọc đi. Con cứ đọc đi, ví dụ con không đọc hết cũng được, nhưng mà trong cái tin nhắn là nó có hiển thị cái chữ rip rồi, hiểu không? Là để cho vợ con hiểu là đó, anh cũng đã đón nhận cái điều này rồi. Tức là sau cái điều đó con sẽ nói cho vợ con biết là em đừng có như thế nữa, em thế này, em thế kia, em con phải nói, con đừng tự chịu đựng, con im lặng. Thực ra cái đó cũng không hay lắm đâu. Tức là cả hai khi mà tức nhất thì cố gắng để cho nó qua hẳn cái thời gian đó. Và hôm sau là hai vợ chồng con có ngồi lại và thôi, nói chuyện với nhau rõ rồi. Ràng đó, để rồi. Cả hai, tức là cả hai cùng lắng nghe mình, đối phương muốn gì. Con cũng hiểu được rằng là mình không thể là mình thay đổi một người quá dễ dàng. Mình chỉ có thể thay đổi bản thân mình trước. Mình thay đổi thì người ta sẽ đúng chủ rồi, động thay đúng rồi đó. Đó ạ. Dạ, bởi vì là sao nè, hạnh phúc là lựa chọn. Đúng rồi, và đã là chọn lựa rồi á thì phải đó, cái điều đó phải là hạnh phúc, chứ đừng để tạo thành cái gọi là cái sự gọi là đem đến cái điều đáng tiếc cho cái sự lựa chọn của mình. Uổng lắm, cuộc đời mình nó nhiều khi chỉ có thể lựa chọn được một lần thôi. Và sau tất cả là chọn yêu thương, chọn hạnh phúc.
Có nôn nóng lên chương trình Vợ Chồng Son này không ạ? Dạ nôn chứ ạ. Rồi cảm ơn hai em đã yêu mến chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Trường Di. À, hiện tại sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Em làm ngành gì nè? Dạ em làm tài xế. Tài xế rồi. Bao nhiêu tuổi? Nhiêu tuổi nè? Dạ 27. Rồi mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Lê Thị Phương Thảo ạ. Năm nay em 27 tuổi, em làm kinh doanh quán ăn ạ. Anh làm món gì ạ? Dạ ốc ạ. Trời ơi, món tủ của tôi ở đâu? Ở đâu địa chỉ? 1333 Hoàng Sa, Tân Bình. Gần đây mà em đi đâu mà gần đây. Rồi bây giờ nè, hai đứa lần đầu tiên hai đứa gặp nhau á là ở đâu? Và có ấn tượng gì về nhau không? Dạ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là ở một nhà hàng. Lúc đó em đi xin việc làm, vợ em bị làm lễ tân, rồi mới gặp rồi này kia, rồi mới nói chuyện này kia với nhau. Nhưng mà em lần đầu tiên em gặp cô gái này, cái gương mặt của cổ và cái cử chỉ của cổ là em có kết liền không? Không, nói chung là lần đầu tiên em gặp á thì khuôn mặt thì em không ấn tượng, nhưng mà em chỉ ấn tượng được cái dáng thôi, với cái nước da. Dạ. Dáng cao ốm đúng không? Dạ đúng rồi, cao hơn em. Da trắng mịn đúng không? Còn em sao, em gặp bạn này em ấn tượng gì? Mới đầu tiên là không ấn tượng, nhưng mà đến mấy hôm sau á thì nhắn tin rồi đi chơi thì em mới nhìn em kỹ thì em mới ấn tượng bởi cái nụ cười á. Anh ấy là người chủ động xin số điện thoại em đúng không? Dạ đúng rồi. Sau đó có điện thoại rồi chắc là tán suốt đúng không? Dạ đúng rồi, tán suốt luôn mà. Tán không để cho người nào tán luôn. Bao nhiêu lâu thì tỏ tình này? Tại vì đợt đó đợt Tết á chị. Em đi về quê hai mấy ngày em mới vô lại. Thì em tính là em để về quê vào thì em mới trả lời để em xem là khi em về quê thì có nhắn tin gọi điện nhiều hay không. Nhưng mà khi em về quê rồi á thì ngày nào cũng nhắn tin gọi điện trơn á. Gọi điện suốt, mà tới lúc mà mẹ em kêu là mày nói chuyện với thằng nào nói chuyện hoài luôn mà tôi thấy tôi mệt ghê luôn á. Nhưng mà rồi ăn Tết trở vô thì sao nè, chuyện tình là đi đến đâu nè, phải tỏ tình nhiều chứ đúng không? Em ở ngoài quê thì em nói là nếu như mà được á thì để em về quê vào thì mình sắp xếp đi Vũng Tàu chơi một chuyến. Thì lúc mà em xuống sân bay Tân Sơn Nhất á thì An Giang đón em rồi đi Vũng Tàu luôn, đi thẳng Vũng Tàu luôn. Đi luôn đó. Đi bộ ô tô hay đi xe máy? Đi xe máy ạ. Không cần nghỉ ngơi em ơi, cái tình yêu tuổi trẻ nó ngộ nghĩnh lắm. Rồi chuyện gì xảy ra trong cái đợt đi Vũng Tàu đó? Vui không? Thì lúc xuống Vũng Tàu hai đứa tính là thuê hai phòng, nhưng mà cuối cùng là cái nhà hàng đó nó không còn phòng, nó chỉ còn một phòng hai giường thôi. Thế cuối cùng hai đứa cũng thuê một phòng hai giường. Thì lên đó tắm rửa nói chung bình thường, tắm rửa xong đi ăn uống đi nhậu nhẹt thì cũng uống bia. Về thì cuối cùng hai giường là thành một giường. Kẻ nào mong men đến cái giường kẻ kia trước. Anh cái lúc mà em được cô ấy coi như là ngỏ lời là đi Vũng Tàu là chắc trong đầu chắc cũng manh nha đúng không? Có uống mua chưa? Có. Có đấy chứ. Trời ơi. Nói là ăn hải sản là cũng có một sự trong cái thứ chị. Hải sản là khỏe lắm đó nha chắc chị. Chắc ăn đồ sống không luôn. Hào sống. Chấm một tạc không? Ồ. Sau đêm đó thì có ở lại không? Chuyện gì xảy ra nữa? Sau đêm đó là về là cảm thấy là càng yêu nhau hơn. Đúng. Càng muốn gắt kết nhau hơn. Mà kiểu là trong đó lúc đó đầu em là muốn cưới người này rồi. Nhưng mà kiểu là thời gian vẫn còn ngắn quá là mình là muốn để thêm một thời gian nữa. Nhưng mà người tính phùng bằng trời tính. Thì tầm tháng hơn tháng sau thì em cũng bảo bác sĩ hay quá. Đúng rồi, bác sĩ là báo tin vui đúng không? Dạ. Đó. Khi em biết tin vợ có bầu gì đó em vui không? Dạ vừa vui mà vừa hoang mang. Sợ. Dạ đúng rồi. Tại vì thấy còn trẻ quá đúng không? Sợ. Dạ đúng rồi, tại vì hai đứa vẫn đi làm cái công việc bình thường, nói chung chưa có ổn định gì hết. Nhưng mà em thì có gặp mẹ của Thảo không? Dạ gặp rồi. Em buồn cười mỗi câu là anh đi vô trong nhà vệ sinh cái mẹ em nói Thảo ơi Thảo, sao thằng ấy đẹp trai mà tao thấy nó lùn quá. Tao thấy nó lùn quá. Quê nhờ. Quê nhờ. Chọn lần nào cao cao tí, chọn lần lùng quá hả? Em nói nó cười. Nhưng mà thôi, con dính rồi mẹ ơi. Đó. Ví dụ giờ chị tưởng tượng á, mà thằng Phi nhà chị á, mà nó nói với chị là mẹ ơi, giờ bạn gái con có bầu là chị vui lắm á. Thiệt là tại vì sao đó, con mình trai thẳng luôn. Mình xác định luôn con mình trai thẳng luôn. Đó là vui. Rồi sau đó là bao lâu thì mới cưới? Sau đó phải tầm 2 tháng, 3 tháng nữa mới cưới. Nhưng mà lại chưa có thời gian tìm hiểu nhau mà đã thành vợ chồng liền, là đi vào cuộc sống hôn nhân liền đúng không? Đúng không? Rồi nếu vậy thì trong cuộc sống hôn nhân là các bạn có hay gây lộn rồi này kia xích mích cãi cọ nhau không?
Gây lộn thì gây lộn to thôi chứ không phải gây lộn mà bé, gây lộn mà sóng gió đó, sóng gió to luôn á. Là lý do sao nè, sóng gió làm sao mà hai đứa chăm em bé rồi xong rồi là không có hợp về cái cách chăm sóc cái gì đúng không? Dạ. Thì mới sanh về tầm được nửa tháng thì em bé cứ hay khóc đêm này kia. Thấy sanh xong là bắt đầu thấy thay đổi rất là nhiều luôn. Mệt mỏi này kia, cáo này kia lên. Thì nói chung thì vợ mệt thì chồng cũng mệt. Bắt đầu trong nhà nói chung là không có cười nói chuyện vui vẻ này kia nữa. Bắt đầu mới cãi nhau. Quạo. Cãi nhau. Dạ. Nhưng mà gây nhau lớn như vậy thì là có huề nhau nhanh không? Hay là hôm sau về lâu? Rồi, hôm sau về rồi. Lúc ấy có đến nỗi mà giận nhau đến cái mức mà chồng phải bỏ nhà, đi khỏi nhà hoặc là vợ đòi ly dị hay này kia nọ không? Là chồng giận là bỏ nhà đi luôn á? Bỏ về nhà mẹ đẻ, ngủ đến sáng hôm sau về. Em với hai em trông con. Tưởng hôm qua anh kia ông ở luôn, ai dạ ông đi về bọn. Đêm đó em ngủ, em thấy ngủ ngon không? Ngủ ngon lắm. Tại mệt. Mệt. Mấy ngày mấy đêm không ngủ. Thôi nhưng mà nói chung là hai vợ chồng là chỉ có xích mích cái chuyện đó là lớn nhất thôi. Dạ, đúng không? Đúng. Và từ đó tới giờ là không. Dạ không. Nhưng mà hỏi thăm em bé bây giờ nó bớt khóc chưa? Dạ bớt rồi. Ừ. Thường là nó 3 tháng à? Nó qua 3 tháng 10 ngày. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ đề á là thường 3 tháng 10 ngày là nó hết á. Dạ. Thôi chúc mừng nghe. Dạ. Rồi. Bây giờ đến tới cái phần khui tật xấu. Tật xấu của chồng là gì nói đó. Chồng em á chỉ được cái nóng tính thôi à? Nóng tính lắm. Chỉ bị chứ không phải chỉ được. Nóng cái đó mà nóng. Nóng mà giống như kiểu ai đổ nước sôi vô người á, nhưng mà tiếng là hết à. Nhưng mà mỗi lần nóng lên thì thể hiện như thế nào? Đập đùi. Kiểu cứ khùng lên vậy á. Còn bây giờ còn đập không? Bây giờ thì đỡ rồi. Giờ cũng phải ngồi trước được 10 thì bây giờ đỡ được 5 rồi. Thì đập cái đồ này rồi có đập vợ không? Đó không, bữa đòi ly dị là đánh em cái em mới đòi ly dị đó. Đánh em cái rồi má em đòi ly dị đó. Nhiều lúc em không muốn chia sẻ nữa tại vì mình muốn là mình nói ra cái bắt đầu khùng lên em không muốn chia sẻ nữa. Hãy cho gì nguy hiểm lắm nghe. Rồi cái gì nè? Vậy thôi là chứ chồng em số 1 lắm. Chăm con nè, thay biển nè, tắm nè, rồi hả ru con ngủ ở chung làm hết. Từ lúc cưới vợ về là không có bạn bè gì, không có nhậu nhẹt gì, không có hút thuốc, không có gì luôn, không cà phê, còn pháo không gì hết trơn. Ở nhà không à. Không mê game, không mê gì hết. Mê game thì thỉnh thoảng chơi vui thôi, nhưng mà nhiều lúc mê game không phải mê đến độ mà vợ nhờ cái gì đó mà từ anh làm để anh chơi hết. Không, nghĩa là đang chơi game mà vợ nhờ cái là bỏ điện thoại xuống là đi làm luôn chứ. Ôi, đau quá. Có mê mua sắm gì không? Chồng em thì ăn cái gì cũng được, nói chung là cái gì cũng được, cho ăn cái gì cũng được nhưng mà mặc đẹp, đi ra ngoài đường là phải mặc đẹp. Mặc đẹp ăn là có mặc đồ hiệu không? Mặc đồ hiệu. Mà có mê mua đồ hiệu không? Không mê, thỉnh thoảng mua được một hai đôi hay là một đôi một áo thế gì đủ rồi. Cho dù có mê đồ hiệu hay là cái gì á, là mê đồ hiệu không phải là tính xấu. Yeah. Mà cái đó chỉ xấu khi nào mà mình không đủ khả năng mà mình vẫn tìm mọi cách để mà mình sở hữu được cái món đó thì cái đó mới là phải thay đổi. Yeah. Chứ còn mê đồ hiệu ai cũng mê hết trơn. Tại đồ hiệu nó tốt mà nó đẹp nữa mà em vẫn mê mà. Rồi bây giờ thấy em nó gì giờ kể tật xấu hay là tật tốt chứ anh? Xấu ở đây không có kể nhưng mà chương trình khai tật xấu. Khai tật xấu đúng không? Xấu nhất là cái tật mà hay cầm rạm hay nhăn nhó. Em thì em cái gì cũng được chứ nhưng mà em ghét nhất là nhăn nhăn suốt ngày. Đó, ví dụ có chuyện gì nói ra chứ mà nhăn nhăn này kia mà tới họ mà nói chuyện ra bắt đầu mà cãi ông ống ống lên là nói chung là sừng sừng mặt lên nó là em không thích kiểu đó. Ngày xưa tánh mình rất là nóng, hai vợ chồng đều một mạng nhau luôn, mình quả hết luôn, rất là nóng. Nhưng mà mình suy nghĩ lại rồi mình mới từ từ mình mới rút ra được này kia. Thôi bây giờ có chuyện gì giận giỏi hay chăng nữa đi, bỏ đi chút xíu đi rồi về cho nó yên lành những cửa. Còn tật xấu nữa là quên trước quên sau, từ lúc mà chưa có con tới lúc mà có con đi cũng vậy nữa. Hậu đậu không? Hậu đậu lắm. Mẹ thì chỉ có mình vợ thôi. Dạ. Cưng nên là được chiều. Cưng mẹ lo cho hết. Dạ. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Là không biết làm. Ở nhà công việc nhà đồ là có làm hết luôn không? Em làm hết. Chồng làm hết thì em không có làm. Sáng là thức dậy nè, hỏi ăn gì, đi mua cho, rồi về giặt đồ cho con. Xong bắt đầu ngâm bắt đầu mới sấy bắt đầu mới phơi lên. Cổ có giặt không? Từ hồi mà sanh tới giờ chưa giặt được một cái quần luôn. Không phải là không cứ mà. Tại vì không phải là không làm nhưng mà không có để cho làm. Tại vì còn trong cử không có cho làm. Trời ơi, giờ em có mong vợ em thay đổi gì không? Nói chung là chỉ mong vợ thay đổi là làm cái việc gì mình cũng nên sắp xếp trước sau này kia rồi mình phải làm. Chứ đừng có giống như hồi chiều này đi làm tóc từ hồi 8:30 sáng mà tới 3:10 mới xong.
mà mình đã hẹn với chương trình là 3:30 là có mặt rồi. Làm tóc xong rồi cái đầu ướt nhẹp luôn, đội nó bảo hẻm đi luôn, chạy qua đây là đúng 4 giờ. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn Duy thay đổi điều gì? Em chỉ mong chồng em bớt nóng tính lại thôi. Vợ nói một tí, ví dụ như là có chuyện gì thì hai vợ chồng chia sẻ nhau một tí chứ. Nhiều lúc mà muốn chia sẻ mình không biết chia sẻ kiểu gì. Đừng có sưng cô lại, dạ, đúng không? Ừ. Biết sao hai đứa bây giờ thì mình không có thời gian mình tìm hiểu nhau trước. Dạ. Đó, cái mọi thứ nó bước vào cái cuộc hôn nhân nó nhanh quá. Thì thành ra là bây giờ tụi em gần như là phải khám phá và tìm hiểu nhau đó. Thì đùng một cái là về đã hôn nhân thì chớ lại là có con ngay nữa. Dạ. Có con liền. Ừ. Thì nói chung là hai bạn phải cảm thông rất là nhiều cho nhau. Dạ. Thì bây giờ về phía mình thì mình cố gắng là mình tìm hiểu đi tại sao anh nóng. Thì lần sau mình né những cái đó đi. Thì từ từ sẽ thành cái thói quen là sẽ bớt dần và bỏ hẳn. Thì cái điều đó có lợi cho mình thôi. Dạ. Thì còn về phía em á, thì thực sự bây giờ vợ em á, trong cái thời gian này thì thực sự vợ em có những cái mà, thứ nhất là về trí nhớ nha, giống như lực bất ầm tâm vậy đó, muốn nhớ mà nó cứ nhớ quên nó chưa đâu. Con khi nào con phải chừng một năm mấy á thì mới ổn định lại cái nội tiết tố trong người mình á. Yeah. Thì bắt đầu mình mới có thể ổn định lại được ha cưng. Ừ. Ha. Yeah. Thì là những cái thời điểm như thế này là thời điểm người phụ nữ á, rất dễ tủi thân nè, rất dễ mặc cảm nè, rất dễ buồn. Thì ở đây chị đừng nói hai đứa đều biết những cái điều đó để mình giữ cho nhau, mà mình phải làm sao mà mình cố gắng mình yêu thương nhau hơn. Yeah. Đúng không? Nếu mà mình nghĩ là mình sống nhau suốt đời. Yeah. Dạ, rồi chị. Dạ, dạ. Hy vọng là những chia sẻ của chị Vân sẽ giúp cho hai vợ chồng em có thêm kinh nghiệm. Dạ, dạ, dạ. Rồi xin cảm ơn. Em giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Hồng Vân. Ừ. Chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thanh Hậu. Em năm nay là 28 tuổi. Ừ. Em đến từ Tây Ninh. Ừ. Công việc hiện tại của em là thợ sửa chữa máy cày nông nghiệp. Dạ. Hai đứa từ Tây Ninh lên đây luôn. Dạ, dạ, đúng. À. Rất trân trọng. Ừ. Nha. Cảm ơn. Rồi giờ mời em. Dạ, chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào khán giả đang xem chương trình. Em tên là Phan Kim Nguyên, nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là em buôn bán. Buôn bán gì, bánh tráng hay gì? Dạ không, em bán trong trường học. Rồi nó nghe nè, bây giờ hai đứa yêu nhau như thế nào? Lần đầu tiên gặp nhau, có ấn tượng gì về nhau nè? Dạ, lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là lúc đó cái ứng dụng Ola á chị. Dạ, em có tạo cái nick Ola đó cho nhỏ bạn. Vậy là mới đây thôi hả? À? Dạ, Ola chứ không phải Zalo. Ola. Dạ, lâu. Tạo cho nhỏ bạn xong rồi để chỉ cho nó cách cua trai trên mạng. Cua trai, chỉ cho cách cua trai. Dạ, xong rồi em mới kết bạn với anh này. Em nhắn tin trước, em nhắn tin giùm tại nó không biết là em cua giùm cho nhỏ bạn. Dạ, đúng không? Rồi. Dạ, em cua xong rồi. Cua anh này giùm cho nhỏ bạn. Dạ. Trời đất ơi, cuối cùng trường phu thế sợ luôn á. Cuối cùng cái anh này nó lạng qua mình. Rồi sao nữa? Dạ, xong rồi em mới biết mật khẩu cái nít đó, nói chuyện cái này đã mến ảnh rồi cho nên là em dành cái nít luôn. Dành luôn phải không? Dạ. Nhỏ bạn, bây giờ hai đứa còn chơi chung không? Dạ không. Chắc dành từ cái thuở đó luôn rồi. Hàng ngon quá, tước luôn, lấy luôn mật khẩu. Rồi sau này, nhưng mà em thì sao? Em thấy cô này nhắn tin với mình đó, là mình có thích cái cô này qua tin nhắn không? Dạ, lúc đầu thì nhắn tin thì nói chuyện đầu cũng hợp ý. Rồi em cứ tưởng đâu là cái bạn mà nhỏ kia. Nhưng mà cái ứng dụng nó có thấy hình nền không? Dạ không, lúc đó chỉ là để nhắn tin thôi chứ không có thấy hình nền. Rồi sau này lúc mà thấy cái nick này nhắn tin là hẹn ra mình gặp mặt nói chuyện. Trời ơi, con gái đó ha. Dạ. Thì lúc đó thì em mới biết là bạn này mới nói là nick đó là của bạn kia, nhưng mà hiện giờ là bạn đó đã sử dụng rồi, là không còn của bạn kia nữa. Nhưng mà lý do gì mà em lại thích ảnh? Có phải là do anh nhắn tin ảnh vui vẻ, anh duyên dáng hay sao mà em lại thích ảnh? Dạ, lúc đó thì trên Ola nó có cái trò chơi caro á. Mỗi lần quán caro với ảnh hay cá độ như là cốc ổi xài. Rồi thời gian đầu thì cốc ổi xài, thời gian sau ảnh cá độ là cứ thua là bị hung 5 phút. Vậy à? Dạ. Mà hung qua mạng rồi thôi. Dạ không, nếu mà lần gặp đầu tiên là sẽ bị hung 5 phút. À, vậy đó hả? Dạ, gì cái nụ hôn đó mà bạn cướp luôn. Bây giờ mình mới hỏi cái vụ mà đầu tiên đó, gặp. Đó. Rồi xong rồi hai đứa là sau cái vụ đó là lần đầu tiên gặp mặt ngoài đời á, là cách đó bao lâu? Bao nhiêu lâu thì gặp? Dạ, hai đứa nói chuyện với nhau trên mạng chắc cũng khoảng 2 tháng đến 3 tháng gì đó.
Rồi sau đó một ngày đó là cái ngày đám cưới của nhà người thân của bạn này. Thì bạn này mới điện thoại là nó gọi em là đến chơi, đến tham dự đám cưới. Thì cái ngày đầu lần đầu tiên mà ra gặp á, thì thấy cô này nhỏ nhắn, mấy người đâu mà bé xíu à, thấy mà dễ thương, thấy cũng cái lòng cảm mến. Thích rồi đó. Dạ, thích đúng không? Còn em thì sao? Dạ, lần đầu tiên mà dắt anh đi đám cưới là ban đêm đi tiệc trà của ông anh. Cái nhà đó thì lâu quá rồi em quên nhà. Em dắt anh đi điên, đi lộn vô rừng cao su. Lúc đó em lại suy nghĩ là hồi ôi vô đây tối thui rồi không biết ông có làm gì mình không. Mà trong khi em là người dẫn. Dạ, nhưng mà em sợ. Ảnh thì suy nghĩ lúc mà quen lâu rồi mới nói là cái lần đầu tiên đi tưởng đâu em dắt vô băng cướp, sợ cướp xe ảnh. Giống như là hai đứa tưởng là gặp là gọi là dâm tặc, còn một đứa thì gặp là cướp tặc á, gọi là gì đó, hải tặc gì, rừng tặc là gì, lâm tặc đó. Đó hai bên là đều nghi ngờ nhau. Ủa nhưng mà tụi em có còn một cái mà deal với nhau á là lần gặp đầu tiên là hôm 5 phút mà. Dạ, nhưng mà lần đầu tiên gặp thì mới gặp lần đầu tiên mà là mình đã sợ rồi, lẽ mình kêu là trả nợ. Dạ, sợ gặp lâm tặc á cho nên không dám hôn, đúng không? Dạ đúng. Dạ. Rồi đi là khi cô này dẫn đi đến đám cưới mà không thấy đám cưới, mà sao lại đi vô trong nguyên một cái khu rừng đó thì còn là cao su không. Nhưng mà không nghĩ là cô này cũng cô là cổ lạc đường chứ không phải là cô dẫn mình đi sai đường. Thì lúc đó sợ chứ em. Dạ, lúc đó là cũng tối khoảng 9-10 giờ rồi. Trời ơi. Trời ơi. Dạ thì lúc đó sợ rồi, nên hai đứa là mò trong đường đó đi về thôi chứ không còn là còn đó đám cưới gì nữa. Là chỉ kiếm được về thôi. Đám cưới luôn. Dạ, không. Lúc đó là em lại dắt vô ngồi lộn đám cưới. Vô ngồi. Vô ngồi lộn đám cưới của ai cũng không biết nữa, nhìn vòng vòng thấy sao bên mà. Bên đàn trai tưởng bằng gái, đàn gái tưởng ngược lại. Có một người trong đó ra hỏi là chứ hai đứa bên đàn trai hay đàn gái. Cái em nhìn xung quanh thấy lạ quá, em kêu anh thôi đi ra, như đi lộ đám cưới rồi. Cái trời cái đám cưới ta nhìn ta cười quá trời, cái hai đứa dắt xe đi ra rồi lại mò đường về nữa. Dạ thiệt luôn á, cái này vô phim được nè. Xong mò đường mấy tiếng mò vô đi lạc đám cưới. Dạ xong rồi cũng hai đứa ít đi chơi á, xong rồi mò đường về lại đi lạc nữa, đi lạc đường quên đường về nhà Út luôn, đi tới quốc lộ A luôn. Quay về. Ủa, về tới nhà là mấy giờ? À, về lúc đó là đến nhà là 11 giờ đêm. Bữa em sợ không? Dạ cũng sợ. Tại lần đầu tiên gặp bây giờ là sau khi mà đi thoát khỏi cái rừng đó là biết không phải gặp lâm tặc rồi, nhưng mà đi lộn đám cưới là chết cha, quen lộn nhỏ khùng. Rồi xong là rối không biết đường về nữa. Bởi vì ra lộn nữa. Trời lạc đó ơi. Nhưng mà nói chứ ra quốc lộ là mừng rồi đúng không em? Dạ đúng rồi. Nghĩa là cô ấy không phải lục lan thảo khấu. Rồi vậy thì là... sau cái đám cưới đó là bao nhiêu lâu mới gặp lại nhau lần thứ nhì? Dạ chắc khoảng 1-2 tháng gì mới gặp nữa, tại vì ở xa. Dạ, đứa ở huyện Châu Thành, đứa ở Tân Châu, cách nhau mấy chục cây số. Nhưng mà sau cái đêm đó thì là hai đứa là có cảm mến nhau rồi đúng không? Dạ cái ấn tượng nó không quên được cho nên là mến. Nhớ hoài. Dạ. Đó. Đúng rồi, ai mà công nhận á. Ấn tượng thì... cái đó em bỏ nhớ cái chi tiết này bỏ vô phim đi chứ. Đó. Nó nghe nè, rồi là lúc đó là các em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em học lớp 10. Dạ. Trời ơi lớp 10. Dạ. Càng sợ. Lớp 10 lúc đó nhỏ. Dạ. Càng sợ. Dạ. Vậy là bạn này hơn bạn này có 1 tuổi à? Dạ đúng rồi. 11. Lớp 11. Bởi vậy sợ hãi là đúng rồi. Dạ. Với cũng lần đầu tiên gặp bạn bạn trai á, nên ảnh là mối tình đầu của em á, cho nên là nó nhiều cái cảm xúc nữa. Cô em là mối tình đầu của ảnh. Dạ. Dạ. Em có phải là mối tình đầu của cổ không? Cổ phải mối tình đầu của em không? Dạ. Trước đó có yêu ai chưa? Đó. Dạ yêu thì chưa, nhưng mà cũng có để ý một cô học cùng trường. Và cũng có quen cô đó. Nhưng mà sau khi mà gặp được cô này thấy dễ ngon thương hơn, dễ mến, nói chuyện là dễ thương, nói chuyện tưởng rất là dễ thương. Dạ. Ngon hơn. Dạ. Rồi, là thương là, cô này. Là từ đó quyết định là thương cô này theo cái này thôi. Nhưng mà lúc đó là chắc chắn là cũng có một chút thời gian là phải bắt cá hai tay đúng không? Trong thời gian có không? Đúng không? Bây giờ phải hỏi nè, hỏi vợ nè. Có không? Đúng không? Dạ có. Thấy chưa? Lúc mà phát hiện hai đứa đi uống nước mía rồi phát hiện ảnh nhắn tin với bạn đó rồi em mới giận.
trong điện thoại ảnh lưu là bà xã Nguyên rồi vợ Hương. Em nhớ vậy. Ờ, em là ai? À, người yêu cũ của mình. Rồi bà xã gì nữa? Đại Nguyên. Bà xã Nguyên, còn kia em là bà xã, còn kia là vợ. Dạ. Nó cũng đồng ngôi thứ đó. Ờ, nó chỉ khác từ ngữ thôi. Ừ, nó bà xã với vợ là đồng ngôi thứ luôn á. Ừ. Rồi sao? Rồi quyết định thì sao? Ai là em có ép ảnh là chọn một trong hai không? Dạ có. Đó em giận lắm, em không muốn gặp nữa. Lúc đó vẫn còn là lớp 10. Dạ. Nhưng mà lại cảm giác như là mình háo thắng á, là mình muốn chọn đi, muốn giành cho bằng được, đúng không? Phải giành chứ. Chứ để mắc cỡ. Dạ. Sao em thua được? Em vạch ra kế hoạch hẳn hoi. Em hẹn em hẹn đi gặp lần nữa. Là cả ba gặp nhau? Không, gặp có hai người thôi. Là hai người này gặp nhau. Dạ. Gặp sao? Lần nữa sao? Cũng đi uống nước mía ở công viên đó luôn. Xong rồi lúc về sắp tới nhà là, tại vì em nói là gặp mặt lần cuối mà, cho nên là về tới nhà là chấm dứt. Xong rồi cái em mới dụ ảnh đi bộ, đi xe dắt bộ đi. Rồi cái em mới hôn ảnh cái rồi em chạy vô nhà em trốn luôn. Kỳ vậy. Ủa sao kỳ vậy? Ủa sao? Sao chưa chọn mà. Chơi chiêu. Hung gái. Cái đó là chơi chiêu. Hung cái bỏ chạy. Hung cái bỏ chạy để nhớ nhung á, là dấn dương hoài luôn. Cứ cảm thấy cũng giống như mình có lỗi vậy đó. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Từ cái hung đó em lại, lúc đó em lại có cái quyết định là chọn bả. Là chọn. Nhưng mà anh không biết là em chỉ là đang háo thắng thôi chứ cũng không có thích anh lắm. Đường đi nước bước. Dạ. Sắp lượt. Sắp lượt đó. Trời ơi, hung mà gia đình có thấy không? Dạ không. Ờ. Dạ chốc cái bỏ chạy vô. Dạ hung chớp nhoáng. Lúc đó em sao? Thì lúc đó em chỉ đứng ngay người ra thôi, em cũng không có biết ngớ luôn. Rồi hồi bao lâu thì em mới quyết định là em chọn cổ? Dạ khi về nhà thì em cũng có suy nghĩ, nói là thấy cô này thấy thương mình thật sự, thấy mình có tình cảm. Trời. Và bắt đầu em mới quyết định ra quyết định là chia tay với bạn kia. Trời ơi. Là quyết định theo cô này đến bây giờ luôn. Đến bây giờ luôn. Dạ. Bọn này chơi cú tít ghê quá. Chơi cú đó, lật đó là. Mà công nhận nha, lớp 11 rồi đó. Em cảm nhận được cô này cổ thương em thật sự. Không, lớp 11 rồi đó. Rồi. Rồi. Vậy là hai đứa yêu nhau bao lâu thì làm đám cưới? Dạ quen nhau 5 năm. Rồi làm đám cưới. Dạ. Vậy là hai mấy tuổi đúng không? Dạ. Rồi cổ có ghen không? Bạn này có ghen không? Lúc mà yêu nhau á. Dạ một cây ghen luôn á. Cây ghen. Dạ một cây ghen luôn. Khi mà em chơi Ola hay là Zalo hay là Facebook là thấy bạn có nick mà có bạn gái trong đó là untrend hết, là xóa hết mấy người đó. Không có cho hai hay là ba bốn gì với mấy cô đó hết. Tại vì xưa bà cua ông là cũng nhờ trên đó mà. Dạ dạ. Đến bây giờ không có cho là quen bạn gái nào luôn. Facebook đồ là Facebook đồ là chặn kiểm soát hết, chặt hết. Mà yêu theo kiểu ghen theo kiểu hề hước vui nhộn hay là sư tử Hà Đông? Dạ sư tử Hà Đông đó. Sư tử Hà Đông. À, chỉ cần mà nghe cái mùi thôi là dứt điểm liền. Bà đánh hơi bà biết đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em có cái câu chuyện ghen nào mà nó đáng yêu không? Mà nó đáng nhớ trong cuộc đời của em không? Em kể nghe coi. Dạ ghen đáng yêu thì chắc không có. Đáng ghét. Nhưng mà lý do gì mà ghen dữ vậy? Chắc bộ tại đào hoa lắm mà hay gì? Dạ thì lúc mà mới bắt đầu thì đã bắt cá hai tay rồi, cho nên cái đó là em suy nghĩ là anh sẽ còn cái tên đó hoài, cho nên là lúc nào cũng đang nghi. À giống như chim mà bị tên một lần đó đúng dạ. không? Bị trúng tên một lần rồi, bởi vì bây giờ lúc nào thấy xung quanh mình đều là có thợ săn hết á. Dạ. Đó, cho nên phải dè chừng đúng không? Nhưng mà có em có bắt gặp trận nào nữa không? Dạ nhiều lắm, nhưng mà quen em rồi, nói là quyết định quen em rồi nhưng mà vẫn nhắn tin kiểu dây dưa với người ta. Dưới vợ, dưới vợ không? Dây dưa rồi hết người này tới người kia tấn công em. Ví dụ như là nói là em chỉ là người đến sau thôi, như là hai ba cô gì đó nhắn tin cho em. Cứ nói là đến sau tôi thôi, cho nên là không có giành được đâu, đường này kia. Trời dằn mặt em đủ thứ. Dạ. Vậy đó hả? Em bị gọi là bị áp lực dữ vậy luôn á. Nhưng mà em không có sợ. Em vượt qua bằng cách nào? Em nhắn lại hay là em hẹn ra em nói chuyện? Nói chung em không hiền cho nên em vợ không hiền. Cho nên em tấn công lại hết, nói chung là em dẹp được hết. Dẹp loạn được hết. Dạ dẹp loạn được hết. Trời ơi. Rồi hai đứa có lúc đó là yêu 5 năm đúng không? Dạ. Rồi đến khi mà học xong rồi bắt đầu mới là làm đám cưới. Dạ. Mà trước đó là hai đứa có sống thử không? Dạ không. Có sống chung không? Dạ không. Lúc mà quen ảnh, em khi mà quyết định mà thích ảnh rồi á
cho nên em quyết tâm là em học chung trường kinh tế với ảnh, nên em thi vô cái trường đó. Rồi hai đứa học chung khoảng 2 năm đó, thì lúc đầu thì cũng có ở nhà mẹ, ở nhà mẹ ảnh, tại vì mướn nhà trọ thì nó mắc. Muốn nhà trọ thì nó kinh phí nó hơi nhiều, cho nên là có xin, gia đình có xin là tại thấy hai đứa cũng quen lâu rồi, cho nên là xin cho ở. Tức là nghĩa là gia đình hai bên đã biết nhau, dạ, biết. Hai đứa quen nhau đúng không? Dạ. Rồi em về mà ở bên gia đình của ảnh, dạ. Nhưng mà là phòng ai nấy ở? Dạ, lúc đó em ở nhà ảnh nhưng mà em lại ngủ chung với em ruột của ảnh. À đó, thì anh ấy nói là phòng ai nấy ở đó. Dạ. À. Nhưng mà ở cũng vui lắm, tại vì mẹ ảnh thì cũng khó. Gài cái cửa mà mỗi lần mà ảnh mà muốn có ý định gì mà mở cái két một cái là mẹ chạy vô liền. Trời. Có nghĩa là mẹ canh đó phải không? Mẹ canh giùm. Mẹ canh mà canh cho em á. Cái cửa nhà người ta đó là khi nó kêu két là nó khô dầu là phải bôi dầu vô liền đựng cái két. Còn bên đây mẹ là đi lấy hóa chất hay gì làm cho dầu nó khô để cho cái cửa nó kêu cái két. Đúng rồi, sợ ổng tối ổng ngủ nghe cái két là mẹ chạy ra liền đúng không? Dạ. Ê, coi nào mẹ phát hiện không? Dạ không, là không có làm gì vậy trong nhà hết. Không, biết là không có làm bậy rồi, nhưng mà cũng phải lén phén qua phòng dạ, cho có, em. Có ảnh mở cửa, lúc đó ảnh mở cửa qua, ảnh tính hung em một cái. Xong đó, rồi, đó, dạ, đó. Mẹ nghe cái két rồi mẹ chạy vô. Mẹ chạy vô, mẹ mới hỏi. Mới bắt trớn định hung là mẹ bắt gặp rồi. Dạ, lúc đó em sợ quá, tại vì mẹ chạy vô là em sợ mẹ nghĩ xấu là em với ảnh là làm chuyện tầm bậy. Nhưng mà thật ra không có, em đang ngủ kế bên thằng em mà. Cái xong mẹ nói, em giả bộ nhắm mắt nhưng mà em nghe mẹ nói là con cái mà mẹ nói không nghe là mẹ đuổi đi hết á. Cái là em sợ quá em nằm im đó luôn. Tưởng tượng mẹ chồng á chị, một lần nghe két cái trời. Không, nhưng mẹ cũng giữ gìn để hai đứa học tới nơi tới chốn đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là sao? Bây giờ tụi em đám cưới được bao lâu rồi? Dạ cũng được 5 năm rồi chị. 5 năm? Dạ. Trời ơi, 5 năm mà 7 năm quen nhau. Ồ ôi, đâu có. 5 năm quen nhau. 5 năm quen nhau, 5 năm ở nhau. 5 dạ, cái... năm đám cưới là tụi nó quen 10 năm rồi đó. 10 năm đó. Dạ. Ồ ôi. Giờ có em bé chưa? Dạ con được, em được bé 3 tuổi rồi. Vậy hả? Vậy hả? À, chúc mừng nghe. Dạ. Đó, rồi thấy sống... hai đứa đẹp đôi quá. Mà sống chung vậy thì mượn quen vậy thì chắc biết hết tật xấu của nhau rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Trước khi cưới là đã biết luôn rồi đó. Dạ. Thôi giờ kể đi. Ừ, kể tính tính thử cột mốc là thành vợ thành chồng á. Đó. Ờ, về sống chung nhà đó là xấu à. Cái gì xấu xấu nhất? Trời vợ ơi. Có lòi tật xấu không? Vợ em thì ghen là biết rồi đó. Dạ, tật xấu thì vợ em nó nhiều lắm, nó bộc phát ra nhiều lắm, vợ cái ghi thành sổ thành cuốn sách rồi đó. Thôi em hãy kể những cái tật nào mà nó xấu đau xấu đớn nha. Dạ cái tật hay xấu nhất là bừa bộn. Là không có nhà cửa thì không có dọn dẹp này kia ngăn nắp mà chỉ có bày ra thôi, bày ra rồi nhà cửa em khi mà em đi làm về khi mà mở cửa ra em thấy nó có nhà, cái này không phải là cái nhà nữa mà này là cái chuồng hay cái gì. Đã nhà cửa nó bày bộn tùm lum tùm la. Hai đứa ở riêng hả? Dạ hiện giờ hai đứa ở riêng. Ở riêng mới dám bày vậy chứ ở chung mẹ đâu dám bày. Có ở gần nhà mẹ không? Dạ mẹ ở xa không ở gần. Rồi tiếp tục tật xấu thứ hai. Dạ là ngủ, khi ngủ là có cái chăn, vợ một cái, chồng một cái, con một cái. Nhưng mà khi mà ngủ tới nửa đêm là lúc nào mình cũng co ro một tại vì vợ đã lấy luôn cái chăn của chồng mình. Dạ, chiếm hết rồi mà quấn, mà kiểu là quấn mình không có gỡ ra được luôn. Bà quấn giống như con kén vậy. Dạ đúng rồi, đúng như con kén vậy. Rồi. Dạ. Cướp hết luôn. Cướp hết luôn. Nấu ăn có ngon không nè? Dạ, cái phần nấu ăn thì em là xin đầu hàng. Tại vì nấu ăn rất là dở, gọi là dở. Rồi gì nữa? Nhưng mà bù lại là có phụ, là mỗi lần nấu ăn xong rồi rửa ráy, dọn dẹp đồ sạch sẽ không? Dạ, còn nói phần rửa ráy thì nó là một tật xấu nữa. Ăn xong thì rồi để đó đó rồi em phải tự đi dọn, đi đầy cái nọ là dọn em hết. Làm hết. Dạ, làm cha hết. Sao trăm điều xấu vậy cha? Ủa, như vậy là cô không nấu ăn được mà cũng không rửa chén luôn. Dạ. Nấu ăn không rửa chén. Bừa bộn tối ngủ thì giật mình của chồng. Trời ơi, rồi còn gì nữa không? Nói luôn đi em. Dạ lúc trước á thì giặt đồ mình giặt bằng tay thì 2-3 ngày giặt một lần, nay là có máy giặt rồi thì khoảng 10 bữa nửa tháng giặt một lần. Mà ai là người bấm nút? Dạ lúc thì em tự em giặt, tự em phơi. Khi nào mà nhờ giả được vợ em đi giặt thì em phải phơi chứ vợ em là không phơi. Rồi xếp vô là không giặt đồ luôn đó. Bây giờ xếp vô luôn cái là không giặt đồ. Nhưng mà đó. Xếp đồ là ai xếp?
Dạ xếp đâu thì vợ em xếp bụt đỡ vớt lại à? Cố tình hỏi đi cho nó lòi cái tính tốt ra đó đó, hiểu không? Rồi nè, có giống như những người trẻ tuổi thời đại không, hãy cầm điện thoại hay mới có phim mới trai đẹp coi. Dạ cái đó là xem điện thoại là hàng đầu, là suốt chỉ là lúc nào cũng điện thoại. Nãy giờ mới thấy được cái hàng đầu đó. Dạ. Lúc có nào, gì lúc mở nào, điện thoại có gì. Dạ lúc nào cũng cầm điện thoại lướt, em không biết là lướt cái gì, xem cái gì trên mạng thế giới em cũng không biết. Nhưng mà lúc nào cũng cầm điện thoại mà coi cái gì trong đó. Dạ em cũng không biết là không coi biết gì trong đó. Không biết. Có mê trai đẹp không? Dạ có. Mê trai coi đẹp. Ai coi Quốc Thuận hay coi ai? Dạ Hoàng Sơn Lee Min Ho. Trời ơi, Lee Min Ho là như cả nước rồi cả thế giới. Dạ. Mê em còn mê nữa mà. Min còn mê đó. Dạ đó, coi Min mê mà thiết điểm Min muốn bóng luôn á. Rồi, dạ. Họ mê Lee Min Ho đúng không? Dạ đúng rồi. Có coi phim Quân Vương không? Dạ không. À, rồi, rồi bây giờ sao nè, có dễ sai dễ bảo không? Dạ, vợ em có tính nóng lắm, với lại ngang như cua vậy. Nói là, mình nói thì nói nhưng mà không có nghe. Có nghĩa là cứng đầu. Dạ đúng rồi. Ngàn lẽ một điều xấu rồi, tôi đừng hỏi nữa. Đừng có hỏi nó tội. Trời nhỏ. Sao nhiều quá vậy? Tội, nó phanh phui ra mà hồi tội dữ lắm. Nhưng mà khoan, xin hỏi cái nữa nha. Cái này nè, có hay quên không? Hay là nhớ rất dữ? Dạ, nhớ rất là dữ. Cái gì giận là nghe khua nó hoài, nói hoài nó mãi cứ nói là lãng nhảm đó. Lại thêm một cái tật nữa. Thôi đừng nói nữa. Rồi ngưng đi, đủ rồi. Rồi bây giờ sẵn vậy nói mong muốn thay đổi điều gì nè? Dạ em chỉ muốn vợ em thay đổi là biết quan tâm về chuyện nhà cửa, gọn gàng sạch sẽ. À, chỉ vậy thôi. Em chỉ mong quan tâm nhà cửa nè, quan tâm nhà cửa nha. Gọn gàng sạch sẽ nha. Được không? Được không? Nha. Trai đẹp là đồng ý cho mê đó. Ờ. Cứ tiếp tục mê Lee Min Ho đi. Tại vì bà coi là ở bên kia thế giới á. Nghe không có sao, không có dạ, ghen. Dạ, đúng rồi. Rồi bây giờ tới ổng nè. Tới ổng nè. Có tật xấu gì không em? Ngàn lẻ một. Nãy giờ ổng tấn công em quá trời đó. Dạ để em nhớ cái tật xấu của anh ít lắm. Ảnh cũng mê điện thoại. Ảnh chơi game, ảnh là nghiện game luôn. Nghiện game chứ không nghiện gái đúng không? Dạ không, nghiện game thôi, không có gái cú hay cà phê gì nữa. Nói chung là về với em là cái đó triệt hết rồi. Có nhậu nhẹt không? Dạ không. Không nhậu nhẹt, không gái cú. Không hút thuốc luôn. Thuốc luôn. Dạ. Quá hay. Dạ. À, chỉ mê game thôi. Dạ. Phải dính cái em ơi, đàn ông phải dính cái em ơi. Còn gì nữa nè? Chăm con giỏi không? Con là ai chăm nè? Dạ anh chăm luôn. Trời chết rồi, ông chồng chăm điểm rồi. Rồi sao nè? Ở dơ không? Ở sạch lắm, tắm thật là lâu vậy á. Tắm nói là đó thì bởi vậy nó trái ngược lại hết. Rồi còn gì nữa không, ráng kiếm cái gì xấu xấu đi. À có nghĩa là sạch sẽ đó mà. Dạ sạch lắm. Nước hoa dữ dội không? Dạ đi ngủ mà còn phải xịt dầu thơm rồi lăn hết rồi mới đi ngủ. Thơm tho lên giường. Cái đó đâu có xấu đâu. Thật tốt. Đó thật tốt mà. Ừ. Rồi sao? Có hay cằn nhằn cửa nhưỡng về mấy cái tật xấu của em không? Ảnh đúng là ảnh hay làm chuyện nhà, ảnh dọn dẹp thiệt nhưng mà ảnh hay lầu nhầu. Vừa làm vừa cằn. Vừa làm vừa nói em nhức đầu. Thí dụ nè. Nói ví dụ như đang vừa lau nhà. Còn mà việc mà bày bộn nhà là tại vì có con nhỏ rồi nó bày ra rồi em đi bán vậy em mệt em cũng làm biếng. Thì rồi vừa dọn chồng vừa dọn vừa dạ, vừa dọn vừa lằn nhằn như là không dọn nhà để đó rồi dơ rồi này kia cứ lằn nhằn vậy đó. Tật dạ, tật em thì ai mà lằn nhằn để cho làm luôn không có làm. Là cứng đầu mà, nhỏ này cứng đầu mà. Hiểu không? Cho nên là đó ông càm ràm hả kệ, vừa càm ràm vừa làm luôn. Dạ. Chứ không phải là tại vì em lười biếng nữa. Tại vì ảnh quá chiều vợ đi cho nên là vợ nó hư. Rồi là lỗi đó, tại ông, tại ông. Anh dành làm hết chứ đâu phải là em không làm đâu. Đó, tại tại ông, em ai biết dành. Dạ tại lúc đầu thì thấy vợ làm sợ vợ cực nên cái gì cũng để cứ thấy vợ làm thì cũng có để chồng làm cho chồng phụ cho. Đó vậy dạ. Vợ từ thuở bơ vơ mới về không chịu dậy ráng chịu. Dạ. Rồi giờ mong ước sửa chữa cái gì nè? Dạ ảnh bớt cằn nhằn em đi, làm việc nhà nhiều lên rồi đừng nói gì em nữa hết. Là được làm nhưng mà đừng có cằn nhằn nữa, cằn ràm đúng không? Ai biểu ông làm? Dạ em đâu có biểu ông làm đâu, thích thì làm thì ráng chịu. Nhưng mà không làm được nửa tháng mới giặt đồ một lần, đồ đâu bận chết luôn á. Không, hầu như là nay em giặt đồ không mà ảnh làm nay là đi làm mấy cài rồi đó. Cho nên không có thời gian để mà làm việc nhà nữa. Năm 10 bữa em giặt lần. Và kinh tế nhà là đứa nào kiếm? Dạ hiện giờ thì hai vợ chồng cũng kinh tế cũng ổn. Thứ nhất em là làm ở ngoài thì tiền chủ yếu là về là nói chung là trang trải hết trong chuyện gia đình. Dạ vợ em thì cũng buôn bán nhỏ nhưng mà cũng có số vốn để tích góp.
Nói chung là hai vợ chồng tích góp nha. Vậy là hai vợ chồng là đồng thanh đồng thủ đó. Đúng rồi, hợp đó. Nhìn hai cái lỗ mũi này là không cửa nào nghèo được luôn. Không bao giờ mà lấy được tiền của nó đâu. Đó, nó tiền mà lắm. Nó có nhiều vô là cất trong két hết. Đúng luôn rồi, đó. Không ra được. Đó. Thôi hai vợ chồng quá đáng yêu rồi, dễ thương mà. Rồi. Thanh mai trúc mã mà. Thanh mai trúc mã. Đứa nào cũng là đầu tiên của đứa nào hết đúng không? Đúng rồi. Cố gắng nha, đầu cũng là cuối nha. Giữ nghe, giữ nghe. Đó, nếu được qua năm sau thêm đứa nữa nghe. Rồi, cảm ơn hai em đã đến từ Tây Ninh, từ Tây Ninh đến với chương trình này nghe. Rồi chúc cho hai em luôn luôn hạnh phúc và vui tươi như thế này nha.